Vâng, chào các bác. Hôm nay Nguồn Máy lại tiếp tục giới thiệu các bác một cái mẫu sản phẩm. Đây là mẫu cao cấp nhất của cái dòng chuyên về dụng về phay ổ khóa, chuyên về làm gỗ, làm nhôm. Cái mẫu này thì các bác có thể phay được cả ổ của nhôm nhé, nông kính, chứ không phải phay riêng gỗ nữa rồi. Thế cả cái mẫu này cái kem cữ nó rất là chuẩn. Đây là bộ BT04. Đầu tiên ấy thì nó cũng theo một cái bộ có mũi phay, nhưng mũi phay này nhé, mũi phay các bác lưu ý là mũi phay của bộ BT04 này thì nó có thể phay được cả nhôm chứ không phải là gỗ nữa. Đấy, hãng theo một cái đục và một cái thước và một đôi cà lê để các bác có thể tháo lắp dễ dàng ra. Các bác lưu ý là cái mục BT04 này thì nó có cái ke cứ ở trên trục suốt này rất là chuẩn, các bác có thể chỉnh ở đây. Các bác chỉnh đây không cần dùng thước đo nữa, đây hai bên đều có nhé. Cái này thì thanh suốt này bằng inox 100%. Các bác nhìn ke cứ đây, và đây là một cái trục suốt để mình lắp mũi phay vào phay. Đấy, trục này nó cũng có ke cứ bác nhé. Nhìn này, đây các bác có thể tính ở đây đo vào đây luôn chứ không phải dùng thước mình đo sâu từ trong ra ngoài nữa, mà mình có thể tính từ đây được. Đấy, bao nhiêu phân mình đẩy vào là xong. Không, mình khóa chặt cái ốc này lại. Đây, dùng cái này để khóa chặt cái này lại là được. Đấy, bây giờ em sẽ hướng dẫn qua bác cái cách lắp đặt của cái này nhé. Đây, mũi phay. Hướng dẫn qua cách một cái mũi. Đây là cách lắp đặt mũi. Cái này thì nó dùng mũi thì nó lắp thì là trái chiều gen nhé. Các bác lắp xuôi chiều gen là không vào được. Đây, mũi lắp như này. Sẽ lấy một tô bin. Các bác sẽ chỉnh cỡ độ sâu của cái mũi phay này, các bác muốn sâu bao nhiêu ấy thì các bác chỉnh ở đây, ví dụ 5 phân chẳng hạn thì các bác chỉnh đẩy ở đây 5 phân là được. Xong bác dùng cái này khóa chặt em. Đấy, dùng tô bin siết chặt vào là được. Đấy, các bác đẩy ở đây, đẩy vào. Đây là kích cỡ kịch rồi, mình cứ khoan từ từ vào thôi. Cái hai cái này các bác muốn lắp ấy thì lắp giáp thì đơn giản lắm, chỉ việc đây ví dụ anh nhìn vào đây thì các bác ở đây cho mình sẽ chiết thật cái này vào này, thì cho mình không khó này nhưng mà chiết tạo ở đây được, cái này mỏng không được. Đây này em bị giá tạm vào đây nhé, các bác sẽ hai cái này lắp vào đây. Đây, lắp vào đây. Cái này nó có sẵn đây rồi. Đấy, lấy đây. Lấy lòng ốc đây. Đây. Đây, cái này thì em giới thiệu chi tiết hơn một chút. Còn các bác nào mà muốn sau này mà muốn tham khảo hay mua thì liên hệ trực tiếp bên em, anh em sẽ hướng dẫn chi tiết cái cách vận hành, cách sử dụng của cái bộ phay ổ khóa này. Đây. Đấy, lắp trên này đã xong rồi. Đây, em hướng dẫn qua đây. Này nhá, thì các bác cứ ở đây các bác chỉnh đầy vào khoan đây. Mũi đây là cái đầu để mình lắp vào máy khoan, rotor mình sẽ đẩy này. Đấy, lên xuống thế thôi là xong. Còn đây là cái cữ của nó, các muốn dài rộng thì các cữ đi ngang như này. Đấy, còn các bác nào mà sau này mà có nhu cầu mua ấy thì có liên hệ trực tiếp với bên công ty em vào cái số hotline em ghi ở trên màn hình ấy, hoặc là vào trực tiếp cái website nguonmay.com để tham khảo, hoặc để lại số điện thoại bên em sẽ gọi điện lại và tư vấn cụ thể cho các bác. Vâng, chào các bác đã theo dõi video.